Còn 30 giây nữa là tận thế. Nhà khoa học này dẫn theo vợ trốn xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất. Hai người vừa đi xuống, căn nhà trên mặt đất bỗng phát nổ, cả căn hầm rung chuyển. Xem ra ngày tận thế thật sự đã đến. Để ngăn chặn sự ăn mòn, nhà khoa học cũng đã phát minh ra cửa tự động, hoàn toàn cách biệt với mọi thứ bên ngoài. Nhưng một khi cánh cửa được đóng lại, thì phải đợi đến 35 năm sau, cánh cửa mới tự động mở ra. Nhưng họ không ngờ rằng, không hề có cái gọi là ngày tận thế. Vừa rồi chỉ là một chiếc máy bay mất lái, trùng hợp rơi xuống nhà của ông. Âm dương cách biệt, cặp đôi bắt đầu sống cuộc sống 35 năm dưới lòng đất. Và cuộc sống này không hề tệ như bạn nghĩ. Họ không chỉ sinh thành công sinh ra một cậu con trai, còn xây dựng được hẳn một siêu thị, bên trong có đủ thực phẩm để sống 35 năm. Thời gian rảnh rỗi, cả nhà câu cá trồng hoa, xem phim, bà mẹ dạy con trai khiêu vũ, ông bố thì dạy con trai chơi đấm bốc. Dưới sự giáo dục của hai người, lễ nghĩa toán học quản lý tiền bạc, cái gì cậu cũng được học hết. Chớp mắt, Adam đã 35 tuổi. Vào ngày sinh nhật của anh, bà mẹ dùng số nguyên liệu cuối cùng làm một cái bánh sinh nhật. Adam nhắm mắt lại, ước điều ước 35 tuổi, năm nay hãy cho anh thoát ế. Bà mẹ tự tay may cho anh một chiếc áo vest, và món quà của bố là một đôi giày chưa tự làm. Cửa hầm tự động mở ra, bà mẹ vô cùng vui sướng, nhưng ông bố vẫn rất thận trọng. Ông mặc quần áo bảo hộ, đi lên để kiểm tra tình hình trước. Cùng với làn khói, ông bố chui lên, chủ quán bar trên mặt đất choáng váng, còn cho rằng mình đã gặp ma, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. 35 năm, ngôi nhà của họ đã biến mất từ lâu, bây giờ nó đã biến thành một quán bar rột nát. Những con phố nhộn nhịp ngày xưa cũng đã biến mất. Ông bố đội mưa đi ra đường, bên đường có người đang bới rác ăn, còn có người không ngừng nôn mửa, cuối cùng cũng gặp được một cô gái bình thường. Kết quả cô gái vừa cất lời thì lại là một người đàn ông. Ông bố sợ hãi, nhanh chóng trở lại hầm trú ẩn. Ông nói với vợ, bên ngoài đã hoàn toàn bị ô nhiễm, con người đã bị biến đổi, tuyệt đối đừng ra ngoài. Bà vợ suy sụp, bà đã đợi chờ 35 năm, sớm đã chán ngấy cảnh sống dưới hầm này. Hai người bắt đầu cãi nhau, đột nhiên bệnh tim của ông bố tái phát, nhưng thuốc men và vật dụng ở nhà đều đã cạn kiệt. Bà mẹ đưa tiền cho Adam, để anh ra ngoài mua đồ dùng cho 20 năm tới. Trước khi đi, ông bố còn đặc biệt căn dặn anh, tìm bạn gái, nhất định đừng tìm người biến dị. Sau đó, Adam thu dọn hành lý của mình, lần đầu tiên lên thế giới bên ngoài, anh đã bị mắc kẹt dưới lòng đất trong 35 năm. Adam từ từ mở cửa ra, ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào anh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thế giới bên ngoài. Adam choáng váng, hóa ra thế giới rộng lớn đến vậy. Anh hào hứng đi trên đường, nhiệt tình chào hỏi mỗi người, nhưng anh cũng không quên nhiệm vụ của mình. Mẹ kêu anh lên mua đồ cùng vật liệu sống 20 năm. Tối đó anh tìm thấy một cửa hàng sưu tập, lấy thẻ sưu tập mà bố đưa cho anh, muốn đổi lấy chút tiền. Khi ông chủ nhìn thấy đống này, thấy thẻ bóng chảy cổ, nhất thời kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng sau khi trao đổi, ông chủ mừng thầm trong lòng, ông phát hiện người này là một kẻ ngốc, hoàn toàn không biết giá trị của số thẻ bóng chảy này. Vì vậy ông chủ định lừa anh, nói sẽ dùng 500 đô để mua cả hộp. Adam không biết rõ giá trị, còn nghĩ rằng mình đã kiếm được số tiền lớn, nhưng nữ nhân viên ở bên cạnh không thể chịu được nữa. Cô đứng trước mặt ông chủ, nói với Adam, trong đống này chỉ cần lấy đại một tấm là đã đổi được lấy 6.000 đô. Kết quả khỏi nói cũng biết, ít bị sa thải ngay lập tức. Và Adam đã cảm động trước lòng tốt của cô, anh vô cùng biết ơn ít, vì vậy đã lấy một tấm thẻ bóng chảy ra tặng cô như một lời cảm ơn. Nhưng hôm sau ít đã tìm đến Adam và trả lại tấm thẻ cho anh. Nghe này, tôi không thể lấy tấm thẻ này chỉ vì đưa anh về nhà. Tôi cũng muốn lấy nhưng không thể, vì vậy tôi đem nó trả lại cho anh. Adam cảm thấy rất có lỗi, anh không thể để ít cứ vậy mất việc được. Lúc này anh nghĩ ra một cách, anh muốn thuê ít giúp anh bán thẻ. Bằng cách này anh có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị lừa, hơn nữa còn có thể giúp đỡ ít. Lần này ít cũng đã đồng ý, họ dùng thẻ bóng chảy đổi lấy tiền rồi mua lấy hai xe chở đồ ăn lớn. Ít khó hiểu tại sao anh lại mua nhiều đồ đến vậy, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, bởi vì kể từ khi gặp Adam, cô đã thấy anh luôn kỳ quặc, bận rộn cả ngày trời cuối cùng cũng xong việc. Adam lúng túng mở miệng nhờ ít giúp mình tìm bạn gái, vì mong ước lớn nhất hiện tại của anh chính là sớm thoát ế. Bất lực nhưng vẫn cười và đồng ý. Thực ra trong mấy ngày giao tiếp với nhau, cô sớm đã rung động với anh. Trong mắt cô, Adam mặc dù có chút hâm hâm, nhưng lại là một người vô cùng ấm áp và giàu có. Dù là trượt patin hay bơi, anh lúc nào cũng vui vẻ, thậm chí khi trời mưa, anh cũng vô cùng hào hứng. Nhưng bố mẹ và anh trai của ít đều trải qua thất bại trong hôn nhân, vì vậy cô cũng cảm thấy bị bóng đè tâm lý, không dám chấp nhận tình yêu một cách dễ dàng.